Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho 400 dự án với diện tích gần 4.200 ha. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh giải phóng mặt bằng được trên 66% diện tích cần thu hồi. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh Hưng Yên giải phóng mặt bằng được gần 2.800 ha, trong đó có gần 570 ha đất do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và gần 2.200 ha đất của hộ gia đình cá nhân. Riêng năm 2023, giải phóng mặt bằng được khoảng 460 ha đất khu công nghiệp, 250 ha đất cụm công nghiệp, trong đó khu công nghiệp số 3 đạt gần 160 ha, khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng đạt gần 170 ha. Một số dự án giao thông trọng điểm như đường vành đai 4 giải phóng mặt bằng được trên 195 ha, đường Tân Phúc Võng Phan được gần 160 ha. Một số địa phương có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn là huyện Văn Giang trên 908 ha. Đến nay đã thực hiện được 89%. Huyện Yên Mỹ gần 790 ha đã thực hiện được trên 71%. Huyện Văn Lâm gần 590 ha đã thực hiện đạt trên 55%. Thị xã Mỹ Hào trên 430 ha đã thực hiện được trên 73%. Nhờ đó, trong năm 2023 đã khởi công được 3 khu công nghiệp, 4 cụm công nghiệp cùng hàng loạt dự án giao thông quan trọng như đường Song Hành, đường Vành Đai 4, đường Tân Phúc, Võng Phan.